Xin chào anh chị nhà đầu tư đến với căn hộ Niên Official. Sau đây là phân tích cổ phiếu FPT, công ty cổ phần FPT niêm yết ở Sàn Hồ. Tổng quan về doanh nghiệp. Công ty FPT là tập đoàn công nghiệp viễn thông nằm trong số 3 doanh nghiệp có thị phần lớn nhất trên thị trường Internet băng thông rộng của Việt Nam và dẫn đầu về dịch vụ công nghệ. Với chiến lược toàn cầu hóa, doanh thu từ thị trường quốc tế của FPT đạt tăng trưởng kép hàng năm lên đến 21% trong 3 năm qua. Thông tin cơ bản, ngành nghề công nghệ viễn thông giáo dục vốn hóa 99.439 tỷ đồng, vốn điều lệ 10.970 tỷ đồng, thanh khoản trung bình 1,17 triệu cổ phiếu, cổ phiếu tức tiền mặt 2.000 đồng trên cổ phiếu, tổng tài sản quý 1 trên năm 2023 50.741 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu quý 1 2023 27.061 tỷ đồng. Thứ hai là về câu chuyện doanh nghiệp và luận điểm đầu tư. Công ty cổ phần FPT đã niêm yết đã công bố kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng 2023 với nhiều thông tin đáng chú ý. Nhìn đây là biểu đồ lợi nhuận trước thuế của FPT qua các năm. Tính riêng trong quý 2, FPT tăng trưởng tăng FPT ước đạt lợi nhuận trước thuế 2.218 tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 5% so với quý trước. Đây cũng là mức lợi nhuận trước thuế cao nhất FPT từng đạt được trong một quý. Về triển vọng và câu chuyện của doanh nghiệp, kết quả kinh doanh quý 2 khởi sắc, nửa đầu duy trì đã tăng trưởng hai chỉ số. Quý 2 lợi nhuận trước thuế đạt 2.218 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ và cao hơn 5% so với quý 1. 6 tháng 2023, FPT tiếp tục duy trì tăng trưởng hai chỉ số với doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt tăng 22% so với cùng kỳ và 19% như đóng góp chính từ mảng công nghệ thông tin. Mảng công nghệ ghi nhận doanh thu 25% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế tăng 26%, chủ yếu như xuất khẩu mạng, xuất khẩu phần mềm và chuyển đổi số tại thị trường nước ngoài. Mảng công nghệ tiếp tục tăng trưởng mạnh, mảng xuất khẩu phần mềm tăng trưởng 30% về doanh thu và 35% về lợi nhuận trước thuế như các thị trường trọng điểm duy trì đà tăng trưởng cao. Thị trường Nhật Bản tăng 39% nhờ nhu cầu chi tiêu phục hồi sau Covid-19 và APAC tăng 43% so với cùng kỳ. Doanh thu hợp đồng ký mới đạt khoảng 15.017 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ với 13 dự án quy mô trên 5 triệu USD. Doanh thu chuyển đổi số tăng mạnh ở mức 40%, cao hơn so với lũy kế 5 tháng nhờ tăng trưởng công nghệ cloud, AI, data analysis and mạng công nghệ thông tin trong nước giảm do khó khăn từ khối doanh nghiệp bất động sản ngân hàng. Nửa cuối năm, mạng này kỳ vọng sẽ khởi sắc hơn ở khối chính phủ bộ ban ngành khi FPT đang ký hợp đồng với đối tác chuyển đổi số gần 30 địa phương. Mạng viễn thông động lực từ data center ở pay TV, doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng lần lượt 9% và 5% so với cùng kỳ, trong đó mạng dịch vụ viễn thông ghi nhận lợi nhuận tăng 15% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ đóng góp từ mạng pay TV và data center với tốc độ tăng trưởng trên 20%. Mạng giáo dục dự đa tăng mạnh, doanh thu giáo dục đầu tư tăng mạnh 464% so với cùng kỳ do số lượng người học tăng. Kỳ vọng doanh thu mạng giáo dục duy trì tăng trưởng cao hơn 30% so với cùng kỳ khi FPT Unischool Hà Nam dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2023 với quy mô 10.000 học sinh. Trong nửa đầu năm 2023, doanh thu mạng giáo dục tăng 42% so với cùng kỳ, phản ánh nhu cầu vững chắc về đào tạo công nghệ thông tin cũng như độ uy tín của FPT tại Việt Nam. Ngoài ra, FPT cũng đang làm việc với 30 tỉnh thành trên khắp Việt Nam để mở rộng hệ thống trường cá hai. Kỳ vọng nửa cuối năm 2023, FPT duy trì đa tăng trưởng hai chữ số, kỳ vọng với tốc độ tăng trưởng như nửa đầu năm. Kết quả kinh doanh năm 2023 của FPT sẽ tiếp tục duy trì đa tăng 18 đến 20% so với năm trước, bất chấp kinh tế toàn cầu suy yếu. FPT khả năng sẽ chi trả cổ tức tiền mặt năm 2023 với tỷ lệ 20% trong nửa cuối năm 2023 và năm 2024 nếu tình hình kinh doanh tăng trưởng theo kế hoạch. Về mặt đây trên đây là mặt về phân tích cơ bản và kỳ vọng về câu chuyện của doanh nghiệp. Tiếp theo là phân tích kỹ thuật. Cổ phiếu FPT sau thời gian tích lũy đã chính thức vượt đỉnh tháng 8 2022 với khối lượng đi kèm cây nến Marubozu cho thấy tâm lý tích cực từ nhà đầu tư kể từ thời điểm ngày 13 tháng 7 năm 2023. Sau một thời gian tăng khá mạnh, hiện tại cổ phiếu FPT đang điều chỉnh và tích lũy trở lại. Đây là cơ hội để gia tăng tỷ trọng vào những khi mà cổ phiếu tích lũy lại một cái nền giá để cân bằng lại cung cầu. Giá mục tiêu của FPT là kỳ vọng sẽ là 95